Chào mừng quý vị đến với một điểm tin giáo hội Hoàng Vũ của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Ngọc Hiếu xin bến chúc quý vị có một buổi tối an lành trong tình yêu của Đức Kitô. Tin giáo hội Hồng Kông Tân giám mục Hồng Kông nhấn mạnh đến tự do tín ngưỡng. Sáng thứ hai ngày 17 tháng 5, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha Stefano Chu Thủ Nhân, một linh mục dòng tên, cho tới nay là giám tỉnh tỉnh dòng tên Trung Hoa, làm giám mục Hồng Kông. Đức Tân giám mục được bổ nhiệm để cai quản một giáo phận mang tính chiến lược. Đây là một ứng viên có vẻ dung hòa được giữa mối quan hệ với Bắc Kinh, với ưu tiên cho sự tự do tín ngưỡng vốn rất quan trọng với Vatican. Đôi tiểu sử của tân giám mục, cha Stefano Chu Thủ Dân, sinh ngày 7 tháng 8 năm 1959 tại Hồng Kông. Sau thời gian lấy cử nhân và thạc sĩ tâm lý tại Đại học Minnesota, Hoa Kỳ, cha gia nhập dòng tên ngày 27 tháng 9 năm 1984. Từ năm 1986 đến 1988, cha học thạc sĩ tiến sĩ tại Ireland, trở về Hồng Kông từ năm 1988 đến 1993, cha học thần học và được thụ phong linh mục vào ngày 16 tháng 7 năm 1994. Sau khi thụ phong linh mục, cha tiếp tục theo học đại học Loyola ở Chicago năm 1993 đến năm 1995 về phát triển tổ chức và bằng thạc sĩ và tại đại học Harvard ở Boston năm 2000 đến năm 2006, cha lấy bằng tiến sĩ về phát triển con người và tâm lý từng giám mục Hồng Kông đã đảm nhiệm chức vụ sau từ năm 2007 làm giám thị hai trường cao đẳng của dòng tên ở Hồng Kông và Qua Gia Colon. Giáo sư tại Đại học Hồng Kông năm 2008 đến 2015 và làm huấn luyện cho dòng tên năm 2009 đến 2017. Từ năm 2009, cha Stefano làm chủ tịch ban giáo dục của dòng tên ở Trung Quốc và từ năm 2012 là giáo sư về tâm lý tại chuẩn viện của giáo phận Chúa Thánh Thần ở Hồng Kông từ năm 2012 đến năm 2014, là thành viên của Hội đồng Linh Mục của giáo phận Hồng Kông từ năm 2013 đến 2017, làm cố vấn tỉnh dòng và từ năm 2017, thành viên Hội đồng Giáo dục của giáo phận. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 cho tới nay, Cha Tê Phinh là giám tỉnh dòng tên Trung Hoa và từ năm 2020 là phó tổng thư ký Hiệp hội các dòng nam ở Hồng Kông. Theo thông tín viên Eric Sewane, tường trình từ Roma, với bằng tiến sĩ giáo dục được đào tạo tại Dublin, Chicago và Harvard, đây là lĩnh vực chuyên tâu của tân giám mục và cũng là lĩnh vực được coi là chiến lược ở Hồng Kông, vào lúc Bắc Kinh mong muốn đặt lại vấn đề tự do giảng dạy. Từ năm 2018, cha chu thủ dân phụ trách dòng tên trên toàn Trung Quốc, tỉnh dòng này kiêm cả Đài Loan việc phong chức giám mục Hồng Kông được coi là một trong những vấn đề khó khăn nhất. Ông giữ khoảng cách với chính quyền Hồng Kông trong lúc những người công giáo đang bị chia rẽ dường như đã mang lại lợi thế cho ông. Một trong những nhiệm vụ mà tân giám mục sẽ duy trì quyền tự do tín ngưỡng của giáo dân trong thành phố, đồng thời khuyên họ tiết chế những chỉ trích đối với Bắc Kinh. Theo hãng tin AFP, trong cuộc họp báo đầu tiên hôm nay, tân giám mục Hồng Kông tuyên bố tự do tín ngưỡng là một quyền căn bản Chúng tôi hy vọng sẽ nhắc lại trong những cuộc thảo luận với chính quyền để họ không quên điều này. Tin giáo hội tại Ấn Độ Đức Thánh Cha hỗ trợ 20.000 euro cho một trung tâm chăm sóc sức khỏe ở Ấn Độ. Đức Thánh Cha trao tặng 20.000 euro cho hội nghị Marathon về tình liên đới do Đại học Công giáo ở Roma và Trung tâm Liên đế quốc tế của Đại học tổ chức nhằm gây quỹ cho Trung tâm Santi Ashram ở Ấn Độ, một trung tâm quốc tế về phát triển, nghiên cứu và hợp tác. Đức học y Konrad Zaraki, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha đã công bố việc trao tặng này qua hội nghị trực tuyến quốc tế gồm các bác sĩ phụ khoa và nhi khoa vào thứ Bảy nhằm quyên góp 60.000 euro vào trung tâm Santi Ashram Hiện tại qua việc hỗ trợ y tế và đào tạo việc làm cho phụ nữ, trung tâm trợ giúp cho 50.000 trẻ em và các gia đình các em, các ngôi làng xung quanh thành phố Coimbatore thuộc bang Tamil Nadu, cuộc gây quỹ marathon vì tình liên đới được tổ chức bởi giáo sư Antonia Testa, giáo sư về sản phụ khoa Đại học Công giáo ở Roma. Giáo sư Testa cho biết, cách đây 2 năm, trong chuyến đi đến Ấn Độ, giáo sư đã gặp chủ tịch trung tâm Santi Esram bác sĩ nhi khoa Cosevino Abram. Và vào tháng Giêng, bác sĩ Cosevino đã liên lạc với giáo sư để yêu cầu giúp đỡ vì sau 8 tháng bị phong tỏa, mọi nguồn lực của trung tâm đã cạn kiệt và chưa bao giờ trung tâm ở trong tình trạng khó khăn như lúc này. Bác sĩ đang cố gắng tìm sự hỗ trợ kinh tế để trang trải chi phí cho trung tâm cho thời gian tới. Giáo sư Teta giải thích, để giúp bác sĩ, tôi quyết định mời gọi các đồng nghiệp và doanh nhân tham gia Marathon vì tình liên đới, một sự kiện kéo dài trong 10 giờ với đặc điểm là đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm. Khoảng 20 đồng nghiệp, các chuyên gia trong lĩnh vực này đã chấp nhận dự án để hỗ trợ phát triển các cộng đồng Ấn Độ trong cuộc khủng hoảng đại dịch này. Vốn ngày càng trở nên trầm trọng hơn do sự gia tăng theo cấp số nhân của các ca nhiễm và tử vong ở Ấn Độ kể từ cuối tháng 2. Sự kiện hôm thứ Bảy đã quyên góp được gần 40.000 euro thiếu rất nhiều so với mục tiêu đặt ra. Nhưng trong một cuộc điện thoại bất ngờ sau hội nghị, Đức Hồng Y Rajewski nói với giáo sư Testa rằng Đức Thánh Cha đã quyết định trao tặng 20.000 euro giúp trung tâm Santi Ashram để có thể tiếp tục hoạt động bác ái ở Ấn Độ. Tin Vatican công bố tài liệu về cách cử hành Ngày Quốc tế giới trẻ cấp giáo phận được sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, ngày 18 tháng 5, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã công bố hướng dẫn mục vụ cho việc cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới cấp giáo phận với tựa đề Những đường hướng mục vụ để cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ trong các giáo hội địa phương. Tài liệu trình bày những động cơ, lý tưởng và những khả năng có thể thực hiện được để Ngày Giới Trẻ Thế Giới cấp giáo phận trở thành cơ hội phát huy tiềm năng, hướng thiện, lòng quảng đại, khát khao, những giá trị đích thực và những lý tưởng cao cả mà mỗi người trẻ mang trong mình. Tài liệu của Bộ trước hết nhắc lại rằng, ngày giới trẻ thế giới như Đức Thánh Cha Doan Paulo thứ hai đã giải thích lý do thành lập để giáo hội càng ngày càng dấn thân quan tâm đến người trẻ. Vì những lý do học hành, kinh tế, không phải mọi người trẻ đều có thể tham dự ngày quốc tế giới trẻ, cấp quốc tế. Do đó thật là tốt đẹp cho tất cả mọi giới trẻ có cơ hội tham dự ngày này ở cấp địa phương. Tài liệu được giới thiệu trong cuộc họp báo với cha Alexandre Aquimelo, Tổng Thư ký Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, cùng với cha Juan Chagas, phụ trách phân bộ giới trẻ bộ này và một số bạn trẻ. Ngày quốc tế giới trẻ cấp giáo phận cho đến nay được cử hành vào Chúa nhật lễ lá, nhưng bắt đầu từ năm nay, theo quyết định của Đức Thánh Cha Francisco, ngày này được di chuyển tới Chúa nhật lễ Chúa Kitô Vua ngày 21 tháng 1. Vì thế Bộ Giáo dân muốn nhân cơ hội này đẩy mạnh việc mục vụ giới trẻ qua các sinh hoạt, vốn giữ một vai trò quan trọng trong đời sống đức tin và hiệp thông với giới trẻ như các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ đã nhấn mạnh. Tài liệu vừa nói dài 24 trang nhằm giúp đỡ và khích lệ các hội tổng giáo mục, các công nghị các giáo hội công giáo đông phương, các giáo mục giáo phận trong chiều hướng mục vụ trên đây và lần lượt nêu bật các điểm chính yếu cho ngày quốc tế giới trẻ. Trước tiên là một lễ hội đức tin, một cơ hội giúp người trẻ cảm nghiệm về giáo hội, cảm nghiệm về truyền giáo, một cơ hội giúp họ phân định ơn gọi và là một lời mời gọi nên thánh. Đó cũng là một dịp giúp cho người trẻ có cảm nghiệm về lửa hành, về tình huynh đệ đại đồng. Tài liệu kết luận việc cử hành ngày giới trẻ thế giới cấp giáo phận chắc chắn là một yếu tố quan trọng trong đời sống của mỗi giáo hội cụ thể. Đó là một thời khắc đặc biệt gặp gỡ các thế hệ trẻ, là một công cụ của việc loan báo tin mừng cho thế giới người trẻ và đối thoại với họ. Chúng ta đừng quên rằng giáo hội có rất nhiều điều để nói với người trẻ và người trẻ có rất nhiều điều để chia sẻ với giáo hội. một điểm tin giáo hội hoàng vũ đến đây là hết xin quý vị tiếp tục đón xem và ủng hộ kênh truyền thông giáo phận phú cường xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại